Han Hyo-jo được Park Hoon-sik, trai trẻ si mê trong bom tấm thảm họa Happiness. Mới đây, ngày 7 tháng 5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han Hyo-jo sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên 35 tuổi cùng đàn em Park Hoon-sik và Jo Go-jin sẽ tham gia bom tấn truyền hình về đề tài tận thế Happiness. Happiness là bộ phim kinh dị nói về ngày tận thế, diễn ra trong thời điểm mà các bệnh truyền nhiễm đã trở nên phổ biến. Đây sẽ là một bộ phim mô tả về cuộc chiến tâm lý cũng như sự phân biệt giai cấp xảy ra trong một căn hộ mới xây dựng ở một thành phố lớn, nơi các tầng cao được bán ra và các tầng thấp thì được cho thuê. Thành phố này gần như sắp bị hủy diệt khi một loại bệnh truyền nhiễm mới kéo đến, khiến người dân phải chịu đựng cơn khát nghiêm trọng. Không chỉ vậy, điều này còn báo hiệu về một ngày tận thế sắp đến. Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi giám đốc sản xuất An Ki-ho và biên kịch bởi Han Sang-won, người đã làm nên thành công của siêu phẩm Người Giám Sát. Trong phim, Park Hoon-sik được giao vai nam chính là Jung Ji-hun, một thám tử tội phạm bạo lực. Trước đây, anh từng là một vận động viên bóng chày nổi tiếng trường trung học, nhưng cơn chấn thương đầu gối buộc anh phải từ bỏ môn thể thao mình yêu thích và thay vào đó, anh quyết định trở thành một cảnh sát. Jung Ji-hun là một nhân vật thông minh, người luôn đặt lợi ích chung của mọi người lên hàng đầu. Han Hyo-jo đảm nhận vai đặc vụ cảnh sát đặc nhiệm Ju Se-bom với khả năng phán đoán tình huống nhanh chóng, quyết đoán và gan dạ. Thế giới rơi vào hỗn loạn chỉ vài ngày sau khi cô chuyển đến khu chung cư mới. Cô gặp lại người bạn hợp Jung Ji-hyun, Park Hyun-sik đóng, một thanh tra sắc sảo. Ji-hyun yêu Jo Se-bom từ thời trung học. Nam diễn viên Jo Gu-jin đảm nhận vai một chuyên gia nghiên cứu của chính phủ, Han Tae-suk. Anh phải khám phá ra nguồn gốc của loại virus chết người và tìm cách ngăn chặn sự lây lan của nó. Phim được cầm trịch bởi đạo diễn An Ki-ho của Records of Joy và Memories of the Alhambra. Ông sẽ làm việc cùng với biên kịch Han Sang-won của Watcher và The Good Wife. Trước đó, Park Hoon-sik cũng được mời vào dự án Thanh Trâm Hành do Hàn Quốc remake lại của Trung Quốc. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm rất nổi tiếng của tác giả Châu Văn Văn. Phiên bản phim Trung Quốc do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đảm nhận vai nam nữ chính. Tuy nhiên, nhà sản xuất bên Hàn Quốc đã quyết định hủy việc mua bản quyền và sẽ tự sản xuất một câu chuyện mới. Vì thế, thời gian dự kiến ghi hình của Thanh Trâm Hành bản Hàn được dời lại và Park Hyun-sik vẫn có thời gian tham gia phim mới lần này. Quá trình sản xuất của bộ phim được cho là sẽ bị lùi lại từ tháng 6 đến tháng 9. Happiness bắt đầu khởi quay vào đầu tháng 5. Happiness chính là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Han Hyo-jo sau 5 năm kể từ drama Ăn Khách Hai Thế Giới đài MBC phát sóng vào năm 2016. Chúng ta đang mong đợi một sự chuyển đổi diễn xuất mới của nữ ngôi sao chưa được thể hiện thông qua Happiness.